Như vậy là đã thoát khỏi được khu vực đấy rồi. Ôi, rất nhanh. Thực sự là khi mà xuống thác thì thuyền đi rất nhanh các bạn ạ. Ở đây có nhất thiết phải trèo không? Chỉnh lái thôi, chỉnh lái thôi. Rồi. Đây là một trải nghiệm rất hay. Cảm giác rất là tuyệt vời. Ôi, cao mấy mét đấy. Ôi, chỗ này cao lắm. Ôi, cao.